luôn. Rồi. Ướt áo hết rồi. Tham quan những gì đó. Rồi. Chưa phải là chỉ đi thiệt. Phải đoạn thôi này thôi. Anh định chết nào? Cắn. Cắn hả? Mấy đợt trước thì chiếc hao này bây giờ đổi qua chiếc cắn. Mỗi năm đi xe mới rồi ha. Đầu năm tới giờ. Lên xe đi. Lên xe hả? Lên xe. Xe mình xe nào? Xe đó lắm. Xe mới mua hồi sáng đó. Đó. Xe hả? Xe mới mua hồi sáng á. Ủa sao mấy chân có gian xe mình? Ủa, chặt cái này đi rồi. Lên xe dưới rồi đó. Anh đẩy xe này hả? Đổ lại trên này. Sao đổ nữa rồi? Em đi qua đây luôn à? À, qua à. Qua đây qua em bảy rồi chơi, phá anh bảy rồi. Phá anh bảy rồi. Anh bảo lãnh nha. Rồi. Lên ta có đuổi xuống nơi là lính của tôi nha. Rồi. Ừ, bảo bảy bảo lãnh nữa, cho lên xuống, ta đuổi xuống quê lắm. Bác ơi, bác ơi. Ông đi đủ xe, chơi xe nào cũng đi, ông đi. 2771 Bảy ơi lên trên Bảy. Ai đi đoàn cô Năm giờ ở lại. Bảo Hậu nha. Còn cái đó lạnh nha. Là lên xe nha cô bác. Đừng có la lớn nha. Cứ bình đột kích ra ta phát hiện là đuổi xuống. Rồi. Thôi mình đuôi chơi lại. Bỏ đây nè. Đã mặt bỏ đốt luôn. Để gì quên. Bà chị em lấy chất mày. Không có bỏ ngay góc này nè. Tôi không có quan đâu. Ừ. Chị để trên vàng đó. Cho con bước qua cái bà ơi, cho con bước qua cái. Rồi, bà bắt đế không sao đi, con bước qua đây cái bà. Chúng ta lớn phút. Dạ. Chúng ta lớn xuống, ta bắt đuổi xuống chết đây. Có gì nói lời chàng bảo lãnh nha. Nhiều bảo lãnh nha. Bất nghĩa đó. Chậm tiếng đó, chết dính như vậy. Cái bệnh này cái gì? Tại sao là không chán? Cả nó bất hợp pháp cùng. Nổi đau hết ghế rồi. Cần gì rồi, ta quay phim rồi coi. Quay không có tiền gì chứ, mẹ đi mấy chiếc thì đâu. Quay không có tiền không biết. Mình phải làm con trâu đâu đó ơi. Chung kiện mới sợ biết chạy đâu không chú Bình hả đâu không hèn đó đó ủa cha chưa chung luôn hả không đó là chưa chung coi đi clip có bao rồi nhưng mà chưa có cảm nhận thôi cảm nhận ok bữa nào gặp ngủ hút đi giống em thơm không gấp quá hút chung hang nó mới đã. Nhìn mình cho phút cũng lạ vậy.
đừng la nha, đừng la lớn nha. Không có la lớn hả? Giọng nó nghẹn chưa? Có gì nó anh trai tôi nha. Bảo lãnh, bảo lãnh. Tôi ở cái đoàn của tôi thì tôi ở dưới này, mà cái đoàn chiến đấu của tôi đi là phải 6 xe
ở trong Hà Tiên mới về. Tức là cái bà chị này đó là bà lớn, mà cái bà chị này lớn á, cái trai của bà gì đó là hai chị em đi núi, à nhưng mà hai chị em bà con là cái người chị á thì nhỏ, còn cái người em á thì lớn tuổi. Và thật ra là ở dưới này chúng ta cũng cần cái chút nữa là mặc về đi núi cho con đó. Thì tôi hồi sáng nhà tôi nấu cơm mà tôi quay quần gì nè. Thì quay quần cái nhỏ em á, thôi chị sao mà chị giờ này chị xuống sớm như vậy, cho thôi chị không kéo đoạn. Tao nói thiệt chứ mày đấy, ngồi đêm hôm này mà hay được cái là tao về sớm rồi, mà nhờ không có hay đó mà thành ra tao xuống đó. Tới bây giờ cái nhỏ em á, nó hỏi thôi chị là sao mà chị nói gì vậy. Tụi tao nói cho mày nghe, giác chiều mấy ông đạo á, ông mới chia danh ra nam ngủ quên, nữ ngủ quên. Tao mới tưởng đâu lại mà trời lạnh á, người ta giật mình hết trơn trọi luôn, tắp đầu phủ đầu hết trơn trọi luôn. Cái tao mới nhắc nó ở 12 giờ 1 giờ, nhắc này nó ca quá, tao chạy ra ngoài tao ca. Tao ca vô cái tao mới quên đi. Tao mới dòm dòm, mà hồi đó thì cô bác chị em mình là đèn trong không à, chứ đâu phải mà đèn điện đâu. Cái bà chung vô, bà tưởng là cái bà mà giác chiều nằm kế bà nè. Cái bà chắc này bà chung vô cái bà cũng chùm lại. Cái ổng mới đầu cái ổng thì cái này bả lộn một rồi, cái một hồ cái ổng thấy cái giò cũng gác bả luôn, gác ngang cái bả cái giò cái nặng nặng, cái bả nói ủa sao cái bà này sao mà cái giò thì nặng kỳ vậy ổng. Cái giò này nó không người ta đó nghe được bà này chưa đó, cái giò cả cao nhiều nhiều nhiều, còn cái bà này sao cứ nhắc gì ổng nội. Cái quen nghe cái ổng ở bả luôn, đâu luôn cái bà đâu bả đâu biết gì đâu, đâu luôn cái đầu cái bả mới gờ cái tay bả nó từ bà cái ta cái tay ta cái dữ dữ mà cái tay bà này xuống nó nặng y nhở, nó nhắc gì trơn trọi. Cái ông hầu cái bả mới hé cái bà nó gì nè, bả giờ phải tóc cột rồi, không phải phải bả rồi. Cái bả mới nó bả đâu nội chúng giao đi núi cùng dây hả cha. Mà nè ông này ông đi con Hà Tiên về rồi, thành ra ngủ mê quá mê, ông đâu có hay gì đứng tỉnh à. Chắc này có bởi vì bả thì bả la rồi thì ông thì con ngủ quả nắm các bạn đi chích cho thử hai cái đầu không quá rồi, bả biết chứ này lộn một rồi. Nói chung là bả đâu qua bển, thành ra mấy cha đạo là bên ghe không có hay lắm. Mấy tao còn ở lại chứ tao hay là đâu muốn hết thì sống rồi. Cái gâu gì cái này hết rồi chạy cửa tay đi. Tôi nói bây giờ nghe, bây giờ có động bữa nay đã chở mày chia danh ra rồi, nam bên nữ bên. Mà nó lộn bụng rồi là tôi dùng YouTube là lần sáng quải nó gì sớm. Thôi bây giờ để tôi giới thiệu của thiếu tám khác đến đây để gặp gỡ cô bác chị em mình nha. Không chuyến đi này tức là mình đây vô ở trong suối già thì nó không còn xa nữa, là tới cái này là cái quán của anh Hải còn cùng chân nơi đó để mình được cơm để rất là chuyện đòn rồi với bà con này kia nấu cơm thì bây giờ đó thì để cho thứ tám đến đây để gặp gỡ toàn thể của bác chị em trước khi muốn cho Linh Đặng đạo tràng, cô bác chị em mình cho thứ tám một tràng vỗ tay. Vàng quá nổi luôn, hai em vàng quá trời nổi luôn nè, coi nổi hơn quay YouTube rồi, không bằng sáng con biết liền đi, tính chứ.
trước rồi. Đây là đứng trai này. Không có đâu. Nó nói 17 tuổi đâu, mưa đâu. Mưa đây không? Năm 6 nè. Đâu mưa đâu. Mày chỉ mưa đây à. Về hết. Nó mưa cái này ơi. Thấy chiến dương này cũng đi chào chồng mình nước mưa đi đó rồi đó hả đi cái đường đó mình đi hỏi hỏi mẹ chịu đi không mẹ chịu chịu à nó thôi mẹ đi nữa đó mẹ đi thì ông chịu đi đó thôi đi đường mới nha con xin con dẫn là con đi vô cái quán đi mới nói là vụ hay vụ mà mẹ nhu mì bữa đó có điện mẹ cho điện ha chị nè bữa đi được đó đó phải không mẹ nhà ha mẹ ra điện cái clip có đó chút mở coi đi ta nhớ coi phim tôi cắt từ khúc một nha dễ gì biết đó không đó cắt để tống tiền ra chung chung bỏ đi hết tôi nói hai với cô bác chị em mình nè nói nào nghe trên xe này dứt khoát thì lại cái khổ ta bà này ai cũng phải có công chuyện ai cũng sống do trong chồng tập khổ cô bác chị em mình chứ không phải mà ở sung sướng đâu có gì thông không thứ thiện người lo việc này lo việc kia tôi đó phải đó ở trên xe này có một người làm thấy một ngày bạc triệu mà cũng phải bỏ đi bốn ngày cái đó nhỏ đạo đức của học thần quá mà đức thầy cho biết rằng đó ngày nay đạo đức chẳng màng ngày sau dẫu có tiền nè có mua tức bây giờ mình làm bao nhiêu ra bao nhiêu tiền bạc có thôi xin lỗi gì không rõ để cái miệng quay đây nè nha gì nè à cô bác chị em mình đó mình thấy nè bây giờ đi đặt cái vụ nè bây giờ đó là những bữa nay đấy những chuyến đi núi này đó mà nhưng mà mình sống ở đây đi phải không bây giờ một ngày tôi làm một triệu mà tôi biết cô bác chị em nói nghe chơi nghe nói cho nhỏ thôi trên xe mình đủ nghe thôi để nó lớn quá ta nghe ta còn bì tôi nói thiệt luôn cái công việc của ở nhà đó là không có giờ nào mà tôi ngưng hết trơn trọi nhưng mà sửa sạn đi chuyến núi này đó là tôi phải bỏ hết trơn công việc đó cô bác cho em mình bỏ hết mấy ngày trước thu xếp hết rồi giao cho em út tôi làm việc làm không bận bịu gì tới công việc nữa tôi nói đi đặt cái vụ đi tôi nói cô bác chị em mình đi bây giờ đã ngày nay đó mình cứ mình mần gom với hoài và tới chừng nào đó mình già cái mình có ai bán cái đạo cho mình không bây giờ tới ha cô bác chị em mình à tới rồi bây giờ lầu quẹo vô cái quán à tới cái quán mà cô bác chị em mình đó thấy cái chỗ nào cửa hàng nào nó cũng bán nè đặt cái vụ nè bây giờ điện thoại có cái cửa hàng điện thoại ha mà tiệm vàng nó cũng có cái tiệm vàng của nó mà có cái tiệm nào mà bán đạo không cô bác chị em mình có không không cho chàng vỗ tay đi thì thành ra đó là không có cửa hàng nào bán đạo bây giờ mình dán mình lo tu đi đó, thành ra sau cái này hạnh phúc lắm mà tôi nói với cô bác chị em mình nói nghe chơi nha cái thân của mình như vậy nè bo gì đó ha tôi nói thiệt luôn á thua gấu mới cho nè thân mình bây giờ là thua ống mới chôn nè thua cái ống mới chôn này tức là cái ống mới chôn này giàu có mua đi nữa người ta cũng bảo hành mà thân mình có ai bảo hành mình không ai không luôn nữa cha mẹ mình mà chưa bảo hành cho mình nữa đừng nói dở bây giờ tới nha cái câu chuyện tới đây mà mình thiếu nợ đi nha thiếu nợ ngày mai tiếp tục bây giờ thôi nha bây giờ gì nè cô bác chị em mình nha đồ đạc hành lý mình bây giờ mình đem xuống mình lựa một cái bộ đồ nào đó ha
rồi mình ship lại, rồi đặng mình tối đêm nay mình lên chùa Bồng Lai, mình lên chảnh nó mình tắm rửa, tắm rửa đâu đó đàng hoàng, rồi cái mình lên trên chảnh. Còn hỏi nhà xe mà không ấy thì cái đồ nào mình không xài đó mình gửi lại cho chủ nhà xe. Cái hành lý này kia mình lấy xuống ha, lấy xuống đi. Rồi xe mình dừng chân quý vị ơi. Mình ở đây mình đi lậu qua xe này nhờ hai đứa bé bảo lãnh mình. Hai đứa bảo lãnh cho mình. À, mình tạm dừng mình đi xuống. Lãnh cho mình an toàn đến nơi. An toàn đến nơi dừng cho chốn nha. Kém 10 phút nữa là 11 giờ trưa cái gì thì xe mình về tập kết gì đây hết rồi. Tập kết về nơi chờ chỗ cái cửa ngõ vừa hồ Sò Xo nè. Bây giờ mình qua đây mình coi có mấy cô. Cái đường này cái ngõ này mình cái hồ Sò Xo nè, hồi nãy xe mình vô đường này là tập kết gì đây. Mấy cô bây giờ mấy cô hậu cần rồi mấy cô đi giếng cũng tiếp là dưới mấy cô hậu cần luôn, tại vì đoàn cũng đông đông. Tay trên cho nó. Muốn đi mà tự không giờ hát đoàn nào. Chỗ này giao luôn. Chăm có đi hả chăm? Chưa hả? Chăm đi nha chăm. Nắm mặn kiếm tiền đi nha. Số con số gì? Đây cần gì kiếm tiền? Tiền của mẹ nó để chăm cha để sáng được rồi. Xin ông nội á, nó tao. Không, chuyến này bán đó bán không cho tiền chăm. Cô cần cua này mình làm gì ăn cô? Cần cua này nếu mới bóc gỏi. Bây giờ? Bây giờ họ không có ăn. Bây giờ nấu bình chua. Đây đây mình ướp đá nha cô hả? Bảy. Nếu dầm nước đá. Để mình sợ nó giặt nó hư ha. Không hả? Không bố phải không? Cô cái này mình làm gỏi là mình làm sao nó ngon cô? Mình gầm gỏi đó. Nhưng mà mình làm mình ướp đường hả? Ướp đường rồi giấm, muối. Muối. Nghe nói để sườn non chiên rồi để lên. Cái đó mình bóp rồi hả? Mình có bóp rồi, bóp rồi cho tới mình ăn đó. Để lên. Con tôi nó nói dễ mặn lắm mẹ ơi. Cô mà thấy con thấy đây mà nó dính cát đá nhiều quá, mình rửa bằng cách nào cho nó sạch cô? Mình để cái thau nước cho bự. Mình để mình thả mình vớt từ từ lên cát nó chìm vớt nó kịp. Lấy tay mình dạo ha. Dạo nhẹ 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 vậy nè, bơ nhẹ nhẹ cho cát nó nhau. Cho nó cũng dễ nhầu lắm á. Đúng rồi. Mình làm chậm chậm nhẹ nó. Cái này cưng cũng như là vậy đó. Cái này cũng có gì thuốc nữa cô? Đúng rồi. Cưng như trứng mỏng trên tay ha. Cái này ăn có ganh chi nè. Mà dễ trồng lắm cô. Dễ, cái này là nó tự nó mọc nè. Dạ. Cái này không có trồng mà tự nó mọc mày ruộng người ta đó, nó mất tha mà gặp ta hái luôn. Dạ. Chứ trong vườn thì nó hơi dơ, tại con này con kia á, ngoài ruộng bờ thì cái này cái tự nó mọc. Chốt vậy là chừng nào mình tháng mấy mình mới có chuyến đi nữa chú? Chắc tháng 9 chuyến đi nữa. Chín hả? Tại khách nếu đủ khách thì đi. Đủ khoảng mấy xe đủ chú? Xe 47 người. Không mà khoảng mà giờ còn có mượn bà mất phá học bà không đi. Dạ. Mượn bắt rồi mượn nhỏ nó nấu cơm giùm đó.
Ơi, cái đội áo vàng nãy giờ ngồi đây mình không thấy thì em gu luôn ta. Ôi ơi. Mình đối với mình gan này gan gì? Trời ơi. Mình không biết đâu, mình lo quay mà. Gao con mắt gì đó phải không? Sao? Mày gao gì chị? Thì nhãn là mắt có phải rồi. Đúng không? Không biết. Mình nói gao gì? Nhãn nhỉ thử thiệt anh ấy. Chẳng nhớ rồi. Ủa cái đó chịu làm gì ăn mấy chân? Cái này luộc đây nhá. Bắt bánh hen. Bên này thì càng cua. Bên này càng cua, bên đây là nhãn lồng. Cái này không lên không? Cua bên đây. Bên đây là khóm. Bên đây là gì cô? Rau lan hả? Dạ rau lan. Rau lan làm gì cô? Cái này không biết luộc. Chắc luộc quá. Luộc hay nấu canh chua chị Năm? Cái nào chị? Bơi luộc hả chị? Mày nấu cái chua được sao cô? Được. Bơi luộc mà đắng mắm. Được hả? Chưa từng ăn. Chưa từng ăn luôn. Bơi luộc ăn mắm. Bơi luộc ăn mắm. Cái này là rau không à? Cái này là củ cải, còn cái này bạc hà nè. Rau lan luôn nè. Cũng nhiều lắm nha, nhiều món lắm nha. Món cái này là gì chị? Cà lóc. Trời ơi, hôm trước chị đi với em mua mấy cây sáu không? Em thùng, em trồng, em để trên rồi cái bắt đầu em trồng dưới phủ đất lên. Dàn gọi vài bữa nó héo cho em bư. Để khơi á. Bởi vậy, chị mình ấm chân. Đào lỗ ấm chân. Sao bư ra rồi. Thấy nó bắt đầu nó rụng lá là em biết rồi. Đang ngoài bờ trồng mà không sao nắng được. Bờ sao này á. Em thấy nắng quá em mới úp chân đó. Úp chân em thấy nó rụng lá em biết chắc bị ôi nước rồi. Em bươi ra. Này lên lá lại rồi. Đây cái này rồi. Nấm nén rửa rồi đó. Gì Nam? Lửa lên hả? Trời ơi. Đi qua cái đội bên này coi. Ở bên đây thì giữa tô giữa chén nè. Vô nổ lửa lên nữa ha. Lần sau coi. Đây nhóm lửa nè. Cơm không à? Cơm không. Ủa anh Bảy nhớ cái đoàn mình hồi đó có chú Ba chú Tư cũng đi theo chung đoàn mình phải không anh Bảy? Phải không? Đợt này em không có đi hả? Đó, để mất vô gì đó, nó hiểu xuống rồi, để cũ vô. Đợt này không có Ba Tư nữa chứ. Còn anh này Bảy không hả? Cái này mình nấu bao nhiêu lít gà anh Bảy? Ba mấy lít quá. Dữ hả? Cây này cây gì ngộ quá ta? Cái gì cái bông đẹp quá anh Bảy? Cây này chắc là chịu cháy rồi. Ồ cây cũng chiếu nè. Con cũng chiếu nè, quá sức cũng chiếu rồi. Ừ, con này bự hơn nè, bự hơn con cây đồ ôm nữa. Dưới núi nè.
còn bự hơn đó, hôm nãy con mà nhỏ hơn này nó phun độc độc thì không biết nó chờ cho gió phát qua phát lại tí xíu bà qua gió chết tụi. Chịu cháy cháy dữ ra hả? Thì núi đập thì có đất cát không nè. Thế là khi nào những cây cầu á, sao phải mà không nhúm lửa mà nó cháy rồi nó cháy cho nó đó. Bỏ. Đây, con kiến chi núi vậy? À? Con kiến chi núi nào quý? Nó bỏ núi rồi bà lớn ra. Đâu vậy? Quá sức bụng lớn. Cái gì vậy? Sao lại? Cái gì vậy? Cuốn chiếu núi. Này con cuốn chiếu mà, cuốn chiếu núi. Đó, gì thấy chưa? Đẹp chưa? Ừ, sao rồi? Đẹp chưa? Quá trời. Mấy trăm chân luôn. Dạ rồi. Rồi tao nói rồi ơi, ở đây mưa dưới ngập hết trơn rồi, dưới thằng ngập luôn á. Con này có cắn không? Cái giống con chiếu mình á, nó hiện á. Trời ông trời quay cái quay. Ba bên mà quay con chiếu gì đó, đời nói không. Ba bên núi tượng nhiều lắm. Nó ngoài luôn rồi. Nó chưa ăn nó cái mà nãy điện nó điện nó số cái dữ rồi mà điện nó dữ mất máy rồi mới điện cái mạ đó rồi mình giỡn anh chút xíu mình ghi hình nó thôi bây giờ mình đi chở ra quý vị coi anh Bảy nấu cơm.